Các bạn thân mến, rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần video clip này. Đã khá là lâu rồi thì chị Hiên không quay trở lại cùng với các bạn ở trong chuyên mục Mỗi ngày một bài thơ hay, đúng không nào? Và ngày hôm nay khi mà được quay trở lại cùng với các em thì chị rất là hy vọng có thể đem tới cho các bạn một cái bài thơ thật là hay ở trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết là các bạn có còn nhớ hay không, thế nhưng trong chương trình ngữ văn lớp 12, chúng ta có được học một cái bài thơ cực kỳ hay của nữ sĩ Xuân Quỳnh, người phụ nữ sinh ra trong cuộc đời này với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Và bài thơ đó mang tựa đề vô cùng giản dị là bài thơ Sóng. Ngày hôm nay hãy cùng đọc lại với chị Hiên bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh các bạn nhé. Bài thơ như sau: dữ dội và xỉu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bề. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Trước muôn trùng sóng bể, em nghĩ về anh, em nghĩ về biển lớn, từ nơi nào sóng lên. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau. Con sóng dưới lòng sâu, con sóng trên mặt nước, ôi con sóng nhớ bờ, ngày đêm không ngủ được, lòng em nhớ đến anh, cả trong mơ còn thức. Dẫu xuôi về phương Bắc, dẫu ngược về phương Nam, nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương. Ở ngoài kia đại dương, trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia sâu rộng, mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ, giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Các bạn thân mến, đó là bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Nếu như các bạn chưa từng đọc bài thơ này thì hãy bỏ ngay sách giáo khoa ra đọc. Còn nếu như các bạn đã thuộc bài thơ này rồi thì hãy nhẩm lại cùng với chị một lần nữa, để chúng ta cùng đọc lại những phần thơ vừa dịu êm, vừa ồn ào, vừa đáng yêu, vừa chân thật, vừa gần gũi, vừa hồn hậu, và cũng chất chứa ở đó sâu thẳm là những trăn trở và âu lo của người nữ sĩ này các em nhé. Và hy vọng rằng là video clip này hữu dụng đối với các bạn. Nếu như mong muốn chị Hiên làm thêm nhiều video clip nữa về đọc các bài thơ hay thì hãy để lại comment ở đây bài thơ mà các em muốn được nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết phần video clip này. Hẹn gặp lại các bạn ở trong một video clip gần nhất nhé. Bye bye.